trong thế giới của đấu la đại lục để tu luyện trở thành một vị thần là mục tiêu của rất nhiều cường giả thế nhưng thần cũng có tốt và xấu do đó giữa các thần vị cũng có tranh đấu hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau nói về trận đại chiến của các vị thần ở đấu la đại lục trận chiến đầu tiên của đường tam sau khi trở thành hải thần đừng quên ấn like chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ treo thì gì nhé Sau khi Đường Tam hoàn thành hải thần kiều khảo, thừa kế thần vị hải thần, trở về từ đảo hải thần, trận chiến này đã khiến Đường Tam trực tiếp mất mạng, cụ thể như thế nào? Sau khi đạt tới 100 cấp thanh tiêu hải thần trận chiến đầu tiên là cuộc đối đầu giữa hải thần đường tam và thiên sứ chi thần thiên nhậm tuyết mặc dù thiên nhậm tuyết trở thành thần sớm hơn đường tam thế nhưng kinh nghiệm chiến đấu của thiên nhậm tuyết rõ ràng không phong phú bằng đường tam đường tam sở hữu song sinh võ hồn thu được một số lượng lớn hồn hoàn 10 vạn năm kèm theo đó là hồn hoàn thứ 10 của làm ngân hoàng nền tảng trước khi trở thành một vị thần nhiều hơn rất nhiều so với thiên nhậm tuyết cộng với nơi đường tam và thiên nhậm tuyết chiến đấu rất cần biến thích hợp nhất để đường tam phát huy sức mạnh của hải Thần. vì vậy đường tam có thể dễ dàng đánh bại thiên nhậm tuyết còn về phía bỉ bỉ đông người sau này trở thành là sát thần cũng tham gia vào cuộc chiến dưới sức mạnh của hai vị thần đường tam chắc chắn sẽ thua bỉ bỉ đông đâm xuyên qua trái tim của đường tam lúc này thì đường tam đang mặc trên người áo giáp của hải thần trông rất đẹp trai chủ yếu là có màu trắng và màu vàng trong trường hợp thiên sứ chi thần và La sát thần hợp sức, tất nhiên thì đường tam không có cơ hội nào cả. Và vào lúc này thiên nhậm tuyết không thể làm gì được. Thế nhưng bị bị đồng rất quyết đoán, trực tiếp xuyên thủng trái tim của đường tam bằng kiện thần khí ma liêm của La sát thần. Tiểu vũ nhìn thấy rất đau lòng, mọi thứ đều xảy ra trước mắt. Nhưng may mắn thay, sau khi đường tam chết, cơ thể đã được bảo quản, không giống như kiếm đấu la và cốt đấu la, chỉ còn lại những mảnh xương vốn. Hồi sinh đường 8, áo tư tạp và chữ vinh vinh đã sử dụng thần hồn dung hợp kỹ, thần quang phục sinh, kỹ năng kết hợp của hai người họ trực tiếp đóng một vai trò rất mạnh mẽ. Thần quang phục sinh huyền thoại, đây chỉ là kỹ năng dung hợp mạnh nhất của thực thần và cửu thả thần nữ. Với kỳ vọng kỳ tích đã xảy ra, đường tam cuối cùng cũng được phục sinh thành công, trở lên trên mạnh mẽ hơn. Đường tam sau khi phục sinh cũng trở thành tù la thần, đó cũng là kết quả của việc song thần cùng tồn tại. Khi mà kết hợp xung hợp với tiểu vũ, đường tam không cần phải hoàn thành tu la kiều khảo Bởi vì đường thần đã làm điều đó Rồi để lại cơ nghiệp cho đường tam Còn về phía tiểu vũ trở thành bào kiếm Của tu la thần Lúc này đường tam đã có thể sử dụng sức mạnh của hai vị thần nhưng trên thực tế chỉ bằng sức mạnh của tù la thần đường tam đã hoàn toàn đánh bại cả thiên sứ chi thần và la sát thần khuôn mặt của đường Tam lúc này khi mà trở thành tù la thần đã trải qua những thay đổi đáng kể không còn tóc xanh đường tam với mái tóc đen trắng cực ngầu đôi mắt đó nó cũng làm thay đổi hào quang của đường Tam một cách đáng kể quyền lực của hải thần tuy mạnh thế nhưng cũng chỉ là thần chi cấp 1, còn tù la thần thì cực kỳ độc đoán là vị thần vương đứng đầu thần giới trông cực kỳ ngầu Tu La Thần Đường Tám đối đầu với Bỉ Bỉ Đồng giữa sự hỗ trợ của kiện siêu thần khí Tu La Ma Kiếm, Tiểu Vũ và Đường Tám thực sự đã trở thành một. Vì điều này mà không ai có thể là đối thủ của bọn họ. Cả Thiên Số Chi Thần và La Sát Thần đều bị đánh bại. Đây chính là sức mạnh của một vị thần vương, Tu La Thần.